Đẹp. Hello, xin chào quý vị khán giả, xin chào quý vị chú bác, xin chào quý anh chị và các bạn đã đến đây với cái kênh MR Nguyên. Em xin lỗi trong cái thời gian vừa rồi là em không có dành cái thời gian cho cái kênh to nhất của mình là kênh MR Nguyên. Đấy là 886.000 người đăng ký. Có điều là trong cái thời gian dài em không làm việc cho nên nó đã giảm đi rất là nhiều. Đấy, còn lại là 380.000 người đăng ký. Thế thì trong cái thời gian 3 năm làm YouTube thì em cũng đã vấp ngã rất là nhiều lần. Dĩ nhiên vì sao mà em lại vấp ngã cái trên cái kênh này, đó là em đã hiểu và làm việc được trên video short rất là ok. Nhưng dĩ nhiên là cái mà em nặng nhất đó là trên video em rất là khao khát cũng như là tiếc nối khi mà mình chưa có đủ cái không gian, bối cảnh cũng như là một cái phương tiện môi trường nó phù hợp. Thế thì ngày hôm nay là em có cái video này để mà nhá đèn ấy trên cái kênh MR Nguyên để mà mình tập trung đánh cái mảng video dài. Bởi vì khi mà thấy nhiều view ở trên cái video dài của nhiều cái anh em nhà sáng tạo khác về nội dung ẩm thực, rồi giải trí, rồi sinh tồn, rồi drama, rồi rất là nhiều vân vân, thì em hướng tới là cái sự phát triển gọi là hài hước cũng như là có cái giá trị gì đó đấy, để mà vừa là phát triển lâu dài bền vững, vừa là học để mà quản lý những cái tài khoản khác nhau. Đấy, thì trong cái thời gian vừa rồi thì em cũng xây dựng được ba cái tài khoản nó hoàn hảo. Cho nên là một cái thời gian em vắng bóng ở trên cái kênh MR Nguyên là có nghĩa là em đang bận và làm trên những cái tài khoản khác. Thì cả nhà anh chị hoan hỷ cũng như là cảm ơn mọi người đã ủng hộ và quan tâm em trong thời gian vừa rồi. Thì trong một cái thời gian dài em không có livestream ở trên kênh MR Nguyên thì em nghĩ rằng là khán giả cũng đã rời đi vì những cái drama hoặc là những cái nội dung khác của những nhà sáng tạo khác họ tốt hơn. Thế thì em cũng đã đặt cái mục tiêu của mình từ khi mà chưa biết gì là cuối năm 2021 cho đến là khi mà mình đặt cái nút bạc thì em cũng không nghĩ rằng là mình sẽ đặt nhanh như vậy đâu. Thì trong cái thời gian vừa rồi là 380.000 người là đã có rồi. Thì bây giờ là đang bị giới hạn đó là 365 ngày bởi vì nó phải tính từ cái thời điểm mà nó bị chính sách đó bị mất đi. Thì 365 ngày thì mình mới nhận được là có nghĩa là tháng 9 năm sau. Đấy, cho nên thì trong cái thời gian đó thì em cũng xây dựng cái kênh khác. Đấy, để cũng sắp lấy cái nút bạc. Thì đồng thời thì cùng lúc nhận hai cái cũng được. Thì cái video ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ xung quanh cái bối cảnh, cái nơi mà em sẽ ở cũng như là có cái điều kiện để áp dụng cũng như là sử dụng học thêm về cái phương tiện em đang ghi hình. Đó là cái Action 3. Đây là cái thiết bị mà em có thu nhập từ YouTube mà em đã tích lũy lại được và giữ được. Đó, thì ngày xưa thì em làm việc với lại cái thiết bị này cả nhà. Đấy, một cái thiết bị này em ra rất là nhiều cái kênh. Nhưng mà bây giờ là cái thiết bị này em dùng để cho một cái nền tảng khác. Bởi vì cùng một cái thiết bị mà em làm rất là nhiều công việc thì thật sự ra nó không có đảm bảo. Nhưng dĩ nhiên là bây giờ đã có cái sự hỗ trợ của Action Cam 3 thì em sẽ tối ưu đó cũng như là tiết kiệm cái thời gian của mình. Thế thì ở đây là gì? Ở cái này là cái nơi mà sắp tới sẽ là nơi mà người anh em sẽ làm việc. Đó, ở những cái video trong quá khứ cách đây 2 năm và đến bây giờ ở trên kênh của em cũng vẫn còn lưu lại rất là nhiều. Thì em không tin, em không nghĩ rằng là đến giờ phút này là mình lại có cái cơ hội để mà áp dụng. Đây thì đi quanh một vòng nha cả nhà. Thì nơi đây là cái gì? Đó, nơi đây sẽ nhận giữ xe ô tô 24/24 nha quý anh chị. Đấy, kèm theo là sẽ có những cái dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng. Đấy, liên quan tới lại ô tô. Đấy, ở bên ngoài là anh thợ máy. Đấy, để cho căn nhà cứ nghĩ rằng là chắc là kênh YouTube nó không có tiền thì mình sẽ không làm. Đó, ví dụ như thế, hoặc là mình sẽ bỏ cuộc. Đấy, em biết là cái hành trình mà làm YouTube thì nó rất là vất vả, khó khăn. Nhưng giờ phút này thì ở đây rất là yên tĩnh cũng như là chỉ có em và anh. Cho nên là nó cũng rất là thoải mái. Thì hy vọng rằng là trong ngày 12 tháng 12 vừa rồi là em sẽ kích lại cái kênh này. Thế thì bắt đầu sẽ tính thu nhập vào cả nhà. Cho nên em phải thận trọng hơn cũng như là mình nghiêm túc hơn với cái công việc của mình. Đấy, thì đây là không phải là cái chuyên môn của em. Chuyên môn của em là kỹ thuật cũng như là làm về marketing. Nhưng chưa có cơ hội để áp dụng cũng như là tận dụng những cái giá trị kiến thức trong vòng 3 năm vừa rồi. Thì bây giờ là đây là một trong những cái điều kiện phù hợp nhất để em cố gắng để lan tỏa, chia sẻ cho quý anh chị, khán giả, cả nhà. Đấy, vì sao trong thời gian vừa rồi em lại chạy shipper
và cũng là sau mà đi trải nghiệm rồi cũng phát triển kênh YouTube, mặc dù kênh của mình so với những nhà sáng tạo khác thì nó vẫn to, nhưng vì sao không có view? Bởi vì thật ra là YouTube có rất là nhiều cái công việc khác nhau và em muốn hướng tới là một cái doanh nghiệp cá nhân trên YouTube. Đấy, cho nên là em đã mất 3 năm để xây dựng kênh MR Nguyên này. Thì bây giờ là 380.000 người. Em nghĩ con số này có rất là nhiều các anh em khao khát. Và có những cái lúc mà có những cái thu nhập mà em không thể nào làm video chia sẻ, thì em cũng thông tin một cái thông tin đó là trong tháng 2 vừa rồi cho đến tháng 8 là em nhận 140 triệu. Em nói nhỏ. Bởi vì những ai mà chuyên nghiệp thì họ mới hiểu. Còn những người bình thường họ nghĩ cái kênh này nó sẽ không có gì đâu. Và những người không biết thì đôi khi là người ta cũng nghĩ rằng là chắc là mình không có tiền, hoặc là kênh không có view thì không có tiền. Nhưng thật ra là YouTube thì có rất là nhiều thu nhập khác nhau. Em cũng cảm ơn quý anh chị, các bạn khán giả trong thời gian này vẫn còn đăng ký và chưa hủy đăng ký của mình. Vậy là một cái điều đáng tốt rồi. Bởi vì để mà cái hành trình mà từ nút bạc mà lên nút vàng thì nó khó lắm. Thì kênh này mới có 380.000. Đấy, thì nó cũng còn rất là lâu. Tuy nhiên là nó cũng đang phát triển cả nhà. Cho nên là em dành cái thời gian đó, em cố gắng đó để xây dựng nó tốt hơn. Và trong thời gian sắp tới thì em cũng biết những cái thủ thuật, cũng như là biết những cái mẹo đấy để duy trì trên cái nền tảng video, cũng như là để có được cái video nó nhiều view hơn, như là em đã khao khát từ những cái anh em nhà sáng tạo khác, cũng như là giỏi về short đấy, short và trực tiếp. Thì nếu như có thời gian thì em sẽ phát trực tiếp, còn nếu như không thì em cũng sẽ tiết chế lại. Bởi vì từng cái kênh YouTube mình phát triển á, thì nó sẽ đi theo một cái nội dung cố định và nó đi theo một cái hướng, và trong cái quá trình em làm thì em chưa xác định là nó sẽ đi theo cái hướng nào, cho nên em làm nó hỗn loạn, em làm nó tổng hợp của rất là nhiều cái nội dung để xem được cái nào tốt, cái nào chưa tốt mình cải thiện. Thì bây giờ là em cũng đặt cái mục tiêu để mà xử lý cái video đấy. Thay vì mình xử lý vì short đấy, từng kênh thì nó sẽ có những cái công việc khác nhau, từng kênh thì nó cũng sẽ có những cái cách làm việc nó khác nhau, nhưng dĩ nhiên là kiến thức thì nó là cơ bản nha các anh chị. Đấy, thì nơi đây là sắp tới là sẽ giữ xe ô tô cũng như là có những cái dịch vụ. Thì quý anh chị, các bạn khán giả quan tâm hãy để lại cái comment inbox phía bên dưới, và trong cái thời gian sắp tới thì em sẽ liên tục, bởi vì làm cho YouTube những cái thời gian vừa rồi là hàng ngày trên mỗi kênh em đều đăng 50 cái video đấy, 50 cái video và nhiều kênh như vậy, thì mỗi ngày là em mất 300 mấy cái video luôn á cả nhà, liên tục trong cái thời gian 2 năm vừa rồi đấy. Còn cái bí quyết như thế nào, cái công việc ra sao và vì sao em làm như vậy, thì nếu như ai quan tâm thì để lại cái inbox, để lại cái comment thì em sẽ giải thích sau. Em không giống như những cái anh em khác chuyên nghiệp hơn, đó là có những cái kỹ thuật về xây dựng video cũng như là làm chi tiết hơn. Bởi vì em chỉ là áp dụng mà có kết quả thì em chia sẻ, và mình phải biết làm nó nữa, và mình phải trải nghiệm để mình hiểu tại sao mình làm cái điều đó. Cho nên là trên hầu hết các video của em, cả nhà hãy để ý, hình như là không có thumbnail, hình như là không có hình thù nhỏ đẹp đúng không? Bởi vì thật ra là để làm kỹ thuật và làm cái hình thù nhỏ thì thật sự ra rất là mất thời gian, thật sự nó rất là quan trọng. Em cũng thấu hiểu được cái điều này nhưng mà không có thời gian cả nhà. Và em đã quen với cái cách làm tự nhiên thì em cũng là hướng tới là cái sự tự nhiên. Nếu như các anh chị, các bạn khán giả mà quan tâm mình thật sự thì chắc chắn họ sẽ theo dõi mình. Còn nếu như không thì chuyện đó là cũng bình thường, bởi vì YouTube có 2 triệu, hơn 2 triệu hơn 2 tỷ người dùng là cả nhà, đông lắm. Đó là một cái bí mật, em chia sẻ một cái dữ liệu và em nghĩ rằng là hầu hết ai cũng biết, nhưng mà họ cố gắng để đạt được cái họ cần thì điều đó là phải cần quá trình. Và em đã mất 3 năm thì chắc chắn là em sẽ nhanh hơn. Còn ở đây là một cái nơi mà em sẽ bắt đầu ra video nhiều hơn, cũng như để cho mọi người biết rằng là không phải là em bỏ cái nghề của mình, và cũng không phải là em ngưng làm YouTube, mà bởi vì cùng một cái thời gian mình không thể nào làm được nhiều việc trên cùng một lúc. Đấy, cho nên là cả nhà cũng thông cảm, hoan hỷ. Nếu mà thấy thích cái video này và có cái thắc mắc gì thì hãy comment inbox phía bên dưới. Bởi vì trên YouTube thì em không thể nào để những cái thông tin cá nhân của mình được. Đấy, nếu mà ai quan tâm thật sự thì em sẽ chia sẻ. Còn chủ yếu là cả nhà quan tâm hay không quan tâm thì em cũng vẫn vui. Bởi vì đây là cái ước mơ của mình, đây là cái mục tiêu của mình và cái ngưỡng mà mình phải vượt qua. Thế thì cái thất bại của em nó khác so với là những anh em khác. Cái thất bại của anh em khác là đó là bị tắt, hoặc là bị hạn chế 3 tháng hoặc là 6 tháng ví dụ như vậy, thì thời gian đó là mọi người đã nản rồi, nhiều người họ nản rồi, chưa kể là không có thu nhập. Còn riêng bản thân em là 3 năm rồi.
cái thất bại của em đó là làm cách nào để quản lý nhiều kênh hơn. Đấy, thì nó giống giống như là network, nhưng em không vào network. Đấy, ví dụ như thế. Thì nó là có một cái sự khác biệt các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì nó chia ra hai cái dạng. Đó là một cái là view ngoại, hai là view nội. Đấy, thì em nói như vậy thì các anh chị mình cũng hiểu. Và cái kênh MR Win này thực sự ra là ngày đó là em đánh view ngoại, cho nên hiện tại em đăng video thì không có lượt xem, nó là như vậy. Nhưng cái thu nhập thì các anh em mình nếu chuyên nghiệp hơn mà làm kỹ thì sẽ hiểu được cái thu nhập của em nó sẽ đến từ đâu. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Đây là những cái lời chia sẻ thật lòng, cũng như là những cái lời mà em thoải mái nhất em mới chia sẻ. Còn những cái dữ liệu em sẽ cung cấp sau. Còn nếu như ai quan tâm thì họ sẽ xem được ở những cái kênh khác nhau. Em thì không có dành được cái thời gian làm những cái điều đó. Nếu có thời gian thì em sẽ chia sẻ đối với những người thật sự cần. Còn nếu như em có chia sẻ đi nữa thì đó là những cái dữ liệu mang cái tính chất tham khảo. Còn quan trọng, nếu mình có đam mê, mình có ước muốn thiệt thì mình phải làm. Nó có thất bại, nó có khó khăn, nó có vất vả, nhưng mình hãy cố gắng để vượt qua. Rồi đến một lúc nào đó rồi mình cũng sẽ thấy tự tin, vui giống như em giờ phút này. Rất là vui anh chị. Hiện tại là em đang quay cái máy camera Action 3 nha quý anh chị. Cái camera Action 3 này là một cái em khao khát từ rất là lâu, nhưng mà nếu bình thường thì em cũng không có tiền mua đâu. Và cái camera Action 3 này đó là em dùng cái thu nhập từ YouTube mà có được cái chạy. Đó, thấy nó có khác gì so với cái điện thoại không? Nó rất là tối ưu, nó rất là tiện, nhưng nó chỉ phù hợp để quay ngày. Còn quay đêm thì hình ảnh của nó cũng hơi bị tối cả nhà, nó không có được đẹp, độ phân giải nó không cao. Nhưng mà ban ngày thì quá tuyệt vời, chưa kể là có cái không gian như thế này nữa và nó yên tĩnh như thế này nữa, thì thật sự ra là một cái nơi quá tuyệt vời để làm video, cũng như là một cái nơi quá tuyệt vời để mình làm những cái content. Thay vì là ngày xưa là mình làm re-up, còn bây giờ thì mình có thể là tự tin để làm content luôn á cả nhà. Nếu như có sự hỗ trợ, cũng như là bây giờ xung quanh này người, mọi người cũng đã biết đến em, cũng khá là ổn rồi, cho nên là em tự tin để mà đi làm content thay vì là re-up. Và sau này em cũng có những cái kênh để làm re-up nữa. Bởi vì re-up thật sự ra là nó hơi bị rủi ro, nhưng có điều là thu nhập nó sẽ tương xứng. Còn mình làm content thì nó sẽ rất là lâu để đạt được viral. Nhưng mà một khi đạt viral rồi thì nó ít có dính chính sách, cũng như là nó ít có gặp vấn đề. Đấy, nó có rất là nhiều cái dạng, cũng như là cái ngưỡng, cũng như cái sự hiểu khác nhau. Quan trọng là mình cần cái điều gì thì mình đi hướng tới cái điều đó. Đấy, thì đó là cái lời chia sẻ của em ngày hôm nay. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Ngày mai là cuối tuần. Chúc mọi người có được một ngày nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc. Nếu như quan tâm đến kênh của em thì vui lòng đăng ký kênh, để lại comment inbox cái suy nghĩ của quý anh chị, các bạn phía bên dưới. Và hiện tại nơi đây là nơi sẽ sắp tới sẽ giữ ô tô, cũng như là sửa chữa ô tô. Còn cái địa chỉ như thế nào thì em sẽ không công khai lên được. Nếu ai quan tâm thì em sẽ chia sẻ. Còn nếu như không quan tâm thì điều đó cũng bình thường. Bởi vì thật ra em cũng chia sẻ một cái điều thật sự, đó là em làm video là để kiếm tiền. Cho nên là cũng không quá quan trọng về bán hàng hay là khách hàng hay này kia nọ đó. Bởi vì nếu như người ta quan tâm, người ta sẽ là đối tác của mình. Người ta quan tâm, người ta sẽ là bạn của mình. Và em cũng không có nhận quảng cáo bên ngoài, cho nên điều đó nó cũng không quá áp lực. Còn ở đây em làm video này là cái nơi của mình, nơi của anh mình. Đấy, cho nên là em góp một phần nho nhỏ vào trong những cái điều như thế này, thì em nghĩ nó là tuyệt vời. Tuyệt vời nhất trong cái khoảng thời gian làm YouTube 3 năm nay. Đó là cái mà em hạnh phúc nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại khán giả vào những video sau. Bye bye.